Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 1 tháng 2 năm 2015 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Vĩnh Yên triển khai công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2015. Bình Xuyên phát động năm an toàn giao thông và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đoàn thanh niên xã Liễn Sơn xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Năm 2014, Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân, chú trọng nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số hợp lý. Năm 2014, tổng số trẻ em sinh ra trên địa bàn thành phố là trên 1.100 trẻ, trong đó 7 trên 9 xã phường có tổng số trẻ sinh ra giảm hơn so với cùng kỳ. Số người áp dụng các biện pháp tránh thai là hơn 6.700 trường hợp. Năm 2015, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành và tự nguyện thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con. Với mục tiêu giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, kiềm chế tốc độ gia tăng chênh lệch giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2014. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lập Thạch vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của hội. Trong phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đã có trên 23.000 phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến, trong đó phụ nữ xuất sắc chiếm trên 26%. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp thường xuyên, giúp đột xuất, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ đã được các cấp hội chỉ đạo có hiệu quả ở 100% các cơ sở hội. Ngoài ra, hội còn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2015, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã tổ chức ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua cho hội phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn và trao tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào công tác hội. Năm 2014, Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp các hội viên cựu chiến binh nghèo, cận nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất chăn nuôi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,8%. Qua bình xét, 100% hộ cơ sở đã trong sạch vững mạnh, trong đó có 7 trên 19 hội cơ sở đã trong sạch vững mạnh xuất sắc. Năm 2015, Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô phấn đấu 100% cơ sở hội đã trong sạch vững mạnh, 97% trở lên gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa, tăng tỷ lệ hộ hội viên cựu chiến binh khá giàu, giảm hộ nghèo, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Hội nghị đã tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội năm 2014. Huyện đoàn Tam Đảo vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015. Với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện, Ban Thường vụ huyện đoàn đã xây dựng chương trình công tác triển khai công trình thanh niên trồng 15.000 cây xanh, phát động phong trào thi đua tới 100% các cơ sở đoàn, tổ chức 10 đợt thăm hỏi tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo thu hút trên 600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, bồi dưỡng giới thiệu 329 đoàn viên ưu tú tham gia 4 lớp cảm tình đảng, giới thiệu kết nạp được 113 đồng chí đoàn viên ưu tú vào đảng. Vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia ủng hộ xây dựng tượng đài anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân,
và tham gia tích cực vào chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, huyện đoàn Tam Đảo sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động của đoàn, phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Huyện đoàn Tam Đảo đã khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đoàn hội năm 2014. Ban An toàn Giao thông huyện Bình Xuyên vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng năm An toàn Giao thông 2015 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, lễ hội xuân năm 2015. Lễ phát động năm An toàn Giao thông 2015 nhằm làm chuyển biến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, tạo động lực tiền đề cho các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015. Huyện Bình Xuyên quyết tâm giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết Ất Mùi nói riêng và trong năm 2015 nói chung. Sau lễ phát động, hàng trăm đoàn viên thanh niên, công an xã, thị trấn tham gia diễu hành qua các tuyến phố, khu dân cư. Lực lượng công an huyện tiến hành ra quân giải tỏa hành lang giao thông đối với các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch đang triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đoàn Thanh niên xã Liễn Sơn hiện có 11 chi đoàn với trên 100 đoàn viên thanh niên. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên xã đã huy động lực lượng thanh niên tham gia xây dựng hố rác gia đình, vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày 30 hàng tháng, hiến đất làm đường giao thông nội đồng, cùng với nhân dân tổ chức tu sửa, đổ sân nhà văn hóa. Trong ngày hôm nay thì là thực hiện theo kế hoạch của đoàn, hỗ trợ cộng với sự đóng góp của đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân, thì ban chấp hành xã Sơn đang triển khai xây dựng sân nhà văn hóa thôn tại chi đoàn thôn Minh Quang, và nguồn lực hỗ trợ từ của huyện đoàn và đoàn viên thanh niên đóng góp đến ngày hôm nay là đang tiến hành trong giai đoạn thi công. Những việc làm thiết thực của đoàn viên thanh niên xã Lễ Sơn đã thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động xã hội, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Huyện Tam Đảo vừa mở phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội trốn khỏi trại giam, trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy tại xã Đại Đình. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, tối ngày 28 tháng 9 năm 2014, Dương Tài Thu, Lưu Đại Dương là phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Vĩnh Quang, lợi dụng sơ hở đã dùng hai đoạn sắt đục tường khu vực vệ sinh trong buồng giam để bỏ trốn. Đến ngày 2 tháng 9 năm 2014, Dương bị bắt tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Ngày 3 tháng 9 năm 2014, thì bị bắt tại thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Căn cứ vào khoản 1, điều 311 Bộ Luật Hình sự, Tòa Nhân dân huyện Tam Dương tuyên phạt bị cáo Dương Tài Thu 4 năm tù giam và bị cáo Lưu Đại Dương 3 năm 6 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tổng các hình phạt mà bị cáo Dương Tài Thu phải thực hiện là 18 năm 8 tháng tù, bị cáo Lưu Đại Dương là 17 năm 5 tháng tù. Tòa Nhân dân huyện Tam Đảo cũng đưa ra xét xử Lê Văn Hai, trú tại thôn Tân Phú, xã Đạo Trù, và Bằng Văn Ngọc ở thôn Yên Phú, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, chiều ngày 9 tháng 10 năm 2014, Lê Văn Hai đưa 400.000 đồng cho Bằng Văn Ngọc để mua ma túy của đối tượng Nguyễn Quang Hiền ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch. Ngọc chia số ma túy vừa mua được thành 3 phần để sử dụng và đưa cho Hai bán. Khi Hai đang bán gói ma túy tại nhà ở thôn Tân Phú, xã Đạo Trù thì bị tổ công tác công an huyện Tam Đảo bắt quả tang. Căn cứ khoản 1, điều 194 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hai 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Bàng Văn Ngọc 2 năm 3 tháng tù về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng và căn cứ các điều khoản quy định của pháp luật, Tòa Nhân dân huyện cũng đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Đức Thịnh, Nguyễn Văn Tự ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh 9 tháng tù giam cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Phần cuối chương trình sẽ là những hoạt động về công tác xây dựng Đảng ở Đảng ủy xã Quất Liêu, huyện Bình Xuyên, và những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc chương trình thời sự của huyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Đảng ủy xã Quất Liêu hiện có 178 đảng viên đang sinh hoạt ở 12 chi bộ. Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã luôn quan tâm coi trọng, không ngừng đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt công tác giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân rộng các điển hình tiên tiến và xây dựng khối đoàn kết trong toàn đảng bộ để vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp của xã đạt trên 16 tỷ đồng, dịch vụ thương mại đạt trên 45 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 24 triệu đồng một người một năm, an sinh xã hội được đảm bảo. Đảng ủy xã luôn duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên ở 12 trên 12 chi bộ trong các kỳ sinh hoạt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh. Đối với nhiệm vụ xây dựng và kết nạp đảng viên của xã Quất Liêu chúng tôi là theo cái tiêu chuẩn của cấp nhiệm vụ và cái tiêu chuẩn của cấp trên giao, hoàn thành cái nhiệm vụ kết nạp đảng mỗi năm thì từ độ 10 đến 15 đồng chí vào đảng để xây dựng cho đảng bộ ngày càng đông và mạnh để xây dựng xã Quất Liêu ngày càng tốt đẹp hơn. Những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2014, xã vinh dự được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen là đơn vị trong sạch vững mạnh.